Hoặc là một ví dụ khác, ví dụ như là anh Kiều Phong thì hoang dã phong trần và khá là trâu bò, thì mình sẽ hướng anh đấy là áo da bò. Còn đối với Đoàn Dự thì trông khá là bảnh bao và khá là sang chảnh, thì mình sẽ giới thiệu áo da cừu. Thì trên đây là hai FPT Laser, 10 năm da thật không bong nổ. FPT Laser, áo da thật hàng đầu Việt Nam. Okay. Chào mừng em trở lại kênh talk của FPT Shop, thì mình đề về áo da kênh YouTube đầu tiên của Việt Nam chuyên đổi da thật. Áo da bò hay chất liệu da bò là một cái loại chất liệu vô cùng là quen thuộc với anh em. Tuy nhiên thì không phải ai cũng hiểu biết rõ ràng về cái loại chất liệu da bò này. Vậy thì vlog ngày hôm nay mình sẽ nói qua cho anh em về những điều mà anh em có thể chưa biết về cái chất liệu da bò cũng như là sự thay đổi của da bò trong năm 2019. Điều thứ nhất mà anh em có thể chưa biết về cái chất liệu da bò đó là chất liệu da bò lại hơi bị dè bỉu bởi các thương hiệu thời trang. Mặc dù da bò là một loại chất liệu khá là phổ biến, tuy nhiên thì nó lại thường rất là vắng mặt trong các sản phẩm của các hãng thời trang lớn. Mình đang muốn nói đến những cái thương hiệu mà định hướng của họ là về thời trang, ví dụ như là những cái hãng thời trang giá rẻ như Mango, Zara, H&M và những cái thương hiệu thời trang mà cao cấp hơn. Thì đây, mình cũng không tiện nói tên, mình để tên trên màn hình như này. Thực tế thì các sản phẩm áo da bò thì thường được trọng dụng bởi những cái thương hiệu mà sản xuất áo da và các đồ da truyền thống, cũng như các sản xuất các sản phẩm áo da dành cho mô tô, xe đua vân vân, hơn là các sản phẩm mang tính chất thời trang. Có thể kể đến những cái sản phẩm từ những thương hiệu ví dụ như là Harley Davidson, Winston Leather hay là Perfecto, thì họ lại sử dụng nhiều các sản phẩm da bò hơn. Vậy thì tại sao lại có tình trạng như vậy? Thì ở vlog trước mình cũng đã nói về cái sự khác nhau giữa da bò và da cừu. Nói gì thì nói thì bản chất của cái sản phẩm da cừu thì nó cho cái cảm giác mềm nhẹ cũng như là bề mặt bóng bẩy mịn màng, thì nó sẽ phù hợp hơn đối với những cái sản phẩm thời trang. Trong khi đó thì da bò nó lại có một cái sự gai góc cũng như là bề mặt của nó có thể thấy là nó hay đi có những cái đường gân rãnh mà đi nó không được là mịn màng như là da cừu. Nhưng mà bù lại thì da bò lại cho cái người mặc cảm giác là khỏe khoắn, cũng như là chất liệu da bò là một chất liệu rất là bền với cái việc va đập, nên là được ưu tiên sử dụng cho các sản phẩm về thời trang xe đua, các sản phẩm mà cần cái sự bền bỉ nói chung. Vậy nên là mặc dù là chất liệu da bò thì hay vắng mặt ở trên những cái sản phẩm của những cái thương hiệu thời trang, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể cảm nhận thấy là cũng có một cái ngành hàng vô cùng đặc biệt là họ sử dụng chất liệu da bò cho những cái sản phẩm áo da bền bỉ. Điều thứ hai mà anh em nên biết về cái dòng da bò đó chính là da bò những năm gần đây đã được cải thiện hơn rất nhiều về cái trọng lượng cũng như là độ mịn màng của chất da. Có một định kiến mà từ trước đến nay đó chính là da bò thường là sẽ nặng và cảm giác mặc nó không được thoải mái cho lắm. Tuy nhiên có thể nói là trong năm 2019 vừa qua có rất nhiều các loại da bò được ra mắt, và FPT Laser trong năm 2019 cũng giới thiệu ra thị trường cái sản phẩm áo da bò S-Class 2019. Cái chất liệu da bò mới của năm nay mà FPT Laser ra mắt thì được khách hàng phản ánh rất là tốt về vấn đề là thứ nhất là tấm da nó mịn màng hơn, tấm da đã mỏng hơn so với cái dòng da bò thông thường, cũng như là cảm giác mặc nó đã thoải mái hơn rất là nhiều so với cái dòng da bò ngày xưa. Tuy nhiên để công bằng mà nói thì ở trong cùng một phân khúc giá, ví dụ như là dòng phân khúc 4,5 triệu thì sản phẩm áo da bò mà ở cái phân khúc này thì không thể so sánh được cái sản phẩm áo da cừu ở phân khúc kia về độ mịn màng, sang trọng cũng như là cái độ nhẹ và cảm giác mặc thoải mái so với lại tấm da cừu được. Mình có thể kể qua cho anh em một cái trải nghiệm như này, thì mình là một người rất thích mặc áo da bò tại vì nó toát lên cái vẻ bụi bặm cũng như là khỏe mạnh nam tính của cái chất liệu da. Thì mình đã mặc cái áo da bò một thời gian cũng khá là dài, xong có một đợt mà mình chuyển sang mặc áo da cừu thì tự nhiên là có một cảm giác khá là hụt hẫng, bởi vì là cái chất liệu da cừu này nó quá là nhẹ và mặc quá là thoải mái. Vậy nên là mình mới cảm nhận được là hóa ra trước đây thì mình đã gánh cái áo da bò đấy quá nhiều đến mức quen thuộc, và khi chuyển sang cái áo da cừu này thì cảm giác quá nhẹ, quá thoải mái, gần như là khiến cho cái cảm giác của mình cảm giác hơi bay bổng một chút. Nói vậy để cho anh em có hiểu được cái cảm nhận khi mà đang mặc áo da bò mà chuyển sang áo da cừu, cũng như là nhìn rất nhiều khách hàng mà đã quen mặc áo da cừu không thể mặc nổi áo da bò, tại vì mặc da cừu thì nó đang nhẹ nhàng thoải mái, khoác áo da bò lên cảm giác nó gồng gánh, nó hơi nặng nề. Thì đó là cái trải nghiệm cũng như là cái chia sẻ của mình về cái chất liệu áo da bò.
Bây giờ xu hướng thì mọi người thích chọn các loại áo da nó mềm và nhẹ hơn. Tuy nhiên thì vẫn có những người mà thích cái áo da nó phải nặng một chút, nó đầm một chút thì cảm giác là nó rất là chắc, nó rất là bền. Cũng vì lý do như vậy nên là da bò nó thường gắn liền với một cái sự chất lượng và sự bền bỉ. Tuy nhiên với cái tên đấy thì trên thị trường có một số các sản phẩm, ví dụ như là áo da lợn hay là áo da trâu, thì lại giả danh áo da bò để bán ra thị trường. Tại vì bản thân da bò nó có những cái đặc điểm nổi trội, cũng như là cái tên nó đã chứng minh về cái sự chất lượng. Và bởi vì là da lợn và da trâu thì cái hình thức bên ngoài nó cũng khá là tương đồng so với lại da bò, vậy nên là hay bị giả dạng để mà tuồn bán ra thị trường. Để mà so sánh thì da lợn và da trâu thì nó có những cái đặc điểm kém hơn rất nhiều so với da bò, cũng như là mức giá thành rẻ hơn. Vậy nên là nếu anh em mà đang tìm mua cho mình cái sản phẩm áo da bò thì cũng nên trang bị cho mình một chút cái kiến thức để nhận biết cái sản phẩm về áo da lợn, da trâu và da bò. Thì mình sẽ cố gắng là trong những cái ngày tới mình sẽ làm hai vlog để chỉ anh em cách phân biệt da lợn, da trâu và những cái dòng da bò thông thường. Ok, phần thứ tư thì mình muốn chia sẻ cho anh em một cái căn cứ nhỏ để mà anh em cân nhắc cho mình giữa việc chọn da bò và da cừu. Da bò thì thường đại diện cho cái sự gai góc và mạnh mẽ, trong khi đó da cừu là một cái sản phẩm mà mang tính là lịch thiệp và nhẹ nhàng. Vậy nên là mình cũng tư vấn với một số anh em là ví dụ như anh em mà có cái dáng thể thao hoặc là thích cái phong cách bụi bặm và phong trần một chút thì nên chọn áo da bò. Trong khi đấy những người mà theo phong cách mà công sở lịch lãm, sang trọng thì có thể là chọn cái chất liệu áo da cừu. Để cho anh em dễ hình dung, ví dụ như là nếu mà Thor và Loki mà vào cửa hàng thì đương nhiên là mình sẽ giới thiệu cho anh Thor cơ bắp hoành tráng, cái chất liệu áo da bò. Còn Loki thì với cái phong thái nhã nhặn và lịch lãm thì mình lại giới thiệu áo da cừu. Hoặc là một ví dụ khác, ví dụ như là anh Kiều Phong thì hoang dã phong trần và khá là trâu bò, thì mình sẽ hướng anh đấy là áo da bò. Còn đối với Đoàn Dự thì trông khá là bảnh bao và khá là sang chảnh thì mình sẽ giới thiệu áo da cừu. Thì trên đây là hai cái ví dụ vui vui, nhưng mà cũng để dễ cho anh em là hình dung về cái lựa chọn của mình khi mà chọn giữa áo da bò và áo da cừu. Ok, trên đây là bốn cái thông tin mà mình muốn cung cấp cho anh em về những điều anh em có thể nên biết về các sản phẩm áo da bò. Thì thực ra là cái chủ đề này khá rộng. Video này thì mình cứ tạm đánh là tập 1 đi. Và sau này ở những cái video tiếp theo mà mình tìm kiếm hoặc là có những cái thông tin mới khai thác và muốn truyền tải đến anh em thì mình sẽ để nó là nội dung là phần 2 và phần 3 về những vấn đề liên quan đến da bò. Vậy thì anh em đã cảm nhận thế nào về video ngày hôm nay? Anh em có đóng góp gì hay có những cái thông tin hướng dẫn hay là có những cái câu hỏi mà mình muốn mình và đội ngũ của FTT bây giờ làm những cái video chia sẻ thì hãy comment phía bên dưới. Chúng mình sẽ chọn lọc những thông tin để mà đưa ra những cái video hay những cái câu trả lời thích đáng. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc anh em làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.